Kênh là TK Bonsai. Xin thân ái kính chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay kênh có quay lại nhà vườn của anh An Khang, địa chỉ ở xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, để review giao lưu đến quý cô chú anh chị một số cây kiểng bonsai. Thì mặt hàng hôm nay cũng đa dạng nha, có linh sam, rồi lộc rừng, mai chiếu thủy, rồi sâm núi trái. Số điện thoại liên lạc anh An Khang thì có ghi trên tiêu đề. Quý cô chú anh chị kết bạn Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp để được hỗ trợ mua hàng sớm nhất nha quý cô chú anh chị. Chào anh Khang ơi. Mến chào cô bác anh chị đang xem kênh là Lê Cao Không Sai ha. Thì hôm nay trở lại nhà vườn của em như thường lệ, vẫn là một số cây lộc rừng ha, rồi phôi linh sam, rồi mà phôi mãn thủy và phôi sâm trái ha, sâm hương ha. Thì cũng muốn giao lưu tất cả cô bác anh chị gần xa trong nội miền đất nước ha. Thì hôm nay em cũng có một số cây bán cũng tương đối rẻ ha, cho cô bác anh chị về chơi ha. Còn lộc rừng thì em cũng còn một ít nữa là hết cái lô này ha. Thì em cũng đo thông số và báo giá chi tiết từng cây cho cô bác anh chị xem và tham khảo ha. Rồi đầu tiên cây số 1. Giá này thì cũng hôm nay em bán thì cũng thanh lý luôn nha cô bác anh chị. Đó, gần Tết rồi. Nhập lô mới về ha. Đó, mã số 1. Là cây lộc rừng ha. Cây đã sống khỏe trong chậu rồi ha. Mã số 1. Rồi cây mã số 1 có chiều bay ra đây là nó 44 ha. Rồi hoành cũ em đo chỗ này là 48. Hoành thân em đo là 18 ha. Rồi cây này thì 300.000, bao ship toàn quốc của bán chị luôn. Cũ thì hai tay ôm không giáp nha bán chị. Rồi. Tiếp tục. Lên mã số 2. Mã số 2, cây lộc rừng to đùng luôn. Đó. Cây cái chậu nó ghét rồi. Này vô đã thần chậu trơn nha các anh chị. Mã số 2. Đó. Rồi cây này có chiều cao là 52. Rồi quần em lôi chỗ này là 40. Quần em lôi trên nhỏ này là 30 ha. Đó, cây này thì 400.000, mã số 2. Cây rất to nha các anh chị, quần 30 nha. Cây thì không nổi luôn nha. Tiếp tục cây số 3. Đây, cây số 3. Cây to nha. Cây này về tỉa hết trơn, mình chơi ở một nấm ở trên là được hay không anh chị? Rồi chiều cao nó là 60. Hoành chỗ này là em đo 45. Hoành thân chỗ này em đo 31. Cây này thì 450.000, em bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Rồi tiếp tục mã số 4. Mã số 4. Cây dáng cũng rất long ha. Rồi cây này có tổng chiều cao là 40. Hoành em đo vị trí này là 38. Cũ. Còn chỗ này là 22 đó, cây này thì 300.000. Bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Tiếp tục. Lên mã số 5. Đó, mã số 5. Cây có dáng cũng tương đối lắc ha. Lắc lòng ha. Rồi chiều cao cây này là 60. Quận đôi chỗ này là 38. Quận đôi chỗ này là 23. Đó, cây này 350.000. Thôi 300.000 luôn đi, đồng giá mấy cây nhỏ này đi. Bán giá này giá thu hồi vốn nha các anh chị. Rồi tiếp tục. Cái này về mình tỉa hết trơn, mình chơi với một cái nấm ở trên này ha, mình làm nấm ở trên ha. Rồi chiều cao nó 54. Cây mã số 6. Hoành em lôi chỗ này là 41, hoành em lôi chỗ này là 30. Đó. Cây này 350.000 luôn. Rồi tiếp tục. Cây này quái ha. Cái co này nó dính vô, muốn dính vô cái thân này luôn. Rồi mã số 7. Cây này chiều cao là 45. Hoành cũ em đo là 43. Hoành chỗ này là 29 ha. Đó, cây này 400.000. Bao ship toàn quốc của anh chị luôn.
Rồi tiếp tục mã số 8. Cái này cũng quái thôi ha, dính cái thân nó cũng muốn, cái co nó cũng muốn dính cái thân luôn ha. Có mặt thẹo đây thì nó hơi khoảng chừng bằng hai ngón tay em ha. Rồi chiều cao nó là 43. Mã số 8. Hoành chỗ này là 42. Còn hoành thân em đo được chỗ này là 30, kể 31 thôi nha anh chị, 33 mà kể 34, kể 31 thôi. Bị cấn cái này em không có lòn qua được. Nó cái này cũng 400 ngàn luôn. Rồi tiếp tục. Rồi một cây phôi lùng lực ha. Mã số 9. Rồi cây này có chiều cao là 35. Hoành cũ của nó là 46. Hoành thân chỗ này là em đo 29. Đó. Cây này 400 ngàn luôn. Tiếp tục mã số 10. Đây. Cây mã số 10. Rồi chiều cao em đo được là 53. Quần chỗ này em đo 40. Quần chỗ này em đo 23. Đó, 300 ngàn. Tiếp tục mã số 11. Cây này thì giót cây ha. Trên, thân trên nó nhỏ ha. Rồi tổng chiều cao nó là 38. Hoành 34, chỗ này 38. Hoành chỗ này 24 ha. Rồi 300 ngàn luôn, mã 11. Tiếp tục mã 12. Lọc dừng. Rồi chiều cao thân chính đó là 30. Hoành cũ đo 43. Hoành thân đo chỗ này là 24. Cây này cũng 300 ngàn luôn, mã 12. Tiếp tục lên mã 13. Đây mã 13. Rồi chiều cao cây này là 40. Cây này nó có vết sẹo nhỏ đây nha các anh chị, mà nó lỡ lành nha. Hoành chỗ này là 22 đó. Cây này bán 250 ngàn. Rồi xuống cây luôn. Mã 14. Rồi chiều cao của nó là 45. Hoành em đo chỗ này là 39. Hoành thân em đo chỗ này là 22. Đó, cũng 300 ngàn luôn. Tiếp tục. Mã 15. Phôi này cũng to ha. Cái này dễ làm cây ha. Phôi này thì dễ làm về, dễ làm cây. Rồi chiều cao nó 36. Hoành cũ của nó 55. Hoành thân chỗ này nó là 30 đi. Rồi 30. Đó, cây này 400 ngàn, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Rồi tiếp theo em lên linh sam nha anh chị. Hôm nay thì em mới về một cái lô linh sam sam hình da me ha. Đó, thì cái này thì em bán cặp cho cô anh chị xem tham khảo ha. Này em bán cặp. Mã 16. Sam hình da me. Cái này em cái chiều bay nó hơi nặng, cái em vô nó hơi ấy nha. Của anh chị về mình trồng có thể nó gục nó bay đổ hơn được nha. Đó. Thì em đo hạo cho cô bác chị xem một cây nha. Đó. Như chẳng hạn cây này thì chiều bay nó ra 40 tính từ đây. Hoành cũ của nó được là 45 ha, khoảng 45-46. Cửa hoành thân là 25 nha. Đó. Cây bên đây thì cũng tương đối bằng nhau nha cô bác chị. Đó, cặp này thì em giao lưu 400 ngàn, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Một cặp, hai cây sam, 400 ngàn, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Mã 16. Tiếp tục mã 17. Cái này thì em mới về ha, em mới vô nha. Em cũng... Đó, mã 17. Cho cô bán rẻ cho cô bác anh chị về chơi luôn ha. Mã 17. Đó. Rồi giá thế gì đó, củ đế thì em bao ha. Rồi chiều bay ra đây đó, nó khoảng 40 nha. Cây bên đây thì nó cũng khoảng 30, cũng 38 ha. Đó, cái hoành thì cái hoành thân. Hoành thân em đo vị trí này là 20 ha. Đó, cây bên đây thì cũng tương đối khoảng đó luôn. Rồi khoan đây cũng 20 luôn. Đó. Cặp này thì 350 ngàn.
đó, bao ship toàn quốc luôn, 2 cây 350, linh sam, sâm hình dâm nha, rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục, cây này thì củ đế thì em bao của bác anh chị ha, cây của bác anh chị chọn cái dáng thế thôi ha, đó, bán rẻ vô bác anh chị về chơi luôn, sam sâm hình dâm nha. Rồi tầm này thì chiều bay ra nó khoảng 35 ha, ngoài năm đôi chỗ cái cổ này là 24 đó. Cây bên đây thì nhỏ hơn tí, cây bên đây cái cổ này khoảng 19 ha đó. Cầm này thì cũng 400 ngàn luôn, bao ship toàn quốc của anh chị luôn đó. Xuống cây luôn. Rồi mã 19, mã 19 ha. Đó. Rồi chiều bay của cây này ra là 27 ha, cây bên kia thì cũng vậy luôn ha. Cái hoành, hoành em đo chỗ này là 16 ha. Đó. Cặp này thì 350 ngàn luôn, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. 2 cây 350 ngàn. Tiếp tục. Cặp 20. Đó. Cây thì có cái dáng gì đó ha, của anh chị mình xem ha, tham khảo ha. Cái chiều bay nó ra thì khoảng 30 nha quá anh chị. Còn cái hoành em đo được chỗ này là 19, 18. Đó, kem đây thì cũng tương đối vậy luôn. Đó. Rồi cặp này 300 ngàn luôn, bao xíu tổ quá anh chị luôn. Tiếp tục. Rồi, cặp phôi rén trực luôn. Củ đế thì em bao ha, củ đế. Cây thì đặt cứng luôn. Rồi chiều cao của cặp này là 26 ha. Kem kia thì khoảng 25 ha. Hoành chỗ này là 23. Kem đây lo được cũng 23 luôn. Đó. Hai cây này thì cũng tương đối lớn ha. Được cái là lùng lực ha. Rồi cặp này 400 ngàn luôn. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp tục. Cặp 22, dán nó vậy đó ha, của anh chị xem ha, tại em xây nó sợ nó ngã. Đó, cặp này thì 300 ngàn nha của anh chị, đó, em đo. Rồi chiều 3, chiều đổ xuống nó khoảng 38 ha. Củ đế thì em bao ha, hoành cũng 18 luôn, đó. Mã 10, mã 22, rồi xuống cây luôn. Tiếp tục. Mã 23. Mấy này có những cây thì em vô nó kiểu cho nó không có ngã cái chậu gì, cô bác anh chị mình về mình chơi mình có thể mình vô lại kiểu khác nha. Thì em vô tránh đổ ngã, tránh nó lên bàn quay cái nó ngã. Rồi chiều cao cặp này là 37. Hoành em đo gì là 15 ha. Đó. Cặp này thì 250 nha, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Rồi tiếp tục. Cặp này cũng 250 ngàn luôn nè. Rồi chiều bay nó ra là khoảng 32 ha. Quanh đôi chỗ này được là 19. Đó, cái hôm đây thì cũng 19 luôn. 20. Đó. 250 ngàn. Xuống cây luôn. 2 cây sam. Sam hình da me nha các anh chị. Rồi tiếp tục. Mã 25. Đó, mã 25. Cặp này thì tương đối nở ha. Rồi chiều bay nó xuống ra là 35. Này thì to, hoành 25. Cây này hoành cũng 25 luôn, đó. Cặp này thì 400 ngàn nha. Rồi. Xuống cây luôn. Tiếp tục mã 26. Đây. Cho các anh chị giá rẻ cho các anh chị về mình chơi ha, sưu tầm chơi ha. Rồi chiều cao hai cây này là khoảng 38 ha.
Qua năm đo chỗ này là một cũng 16 ha. Đó. 250 ngàn luôn. Xuống cây luôn. Rồi tiếp tục. Mã 27. Đó, này cái dáng trực ha. Bộ đế thì em bao ha, đặt cho nha. Chiều cao nó khoảng 25. Rồi hoành cây này khoảng 16. Hoành cây này thì cây là to nha. Cây này thì nó có bộ khoảng 22. Rồi em đo chỗ trên này thì 18. Đó. Cặp này thì 300 ngàn. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi xuống cây luôn. Tiếp tục mã 28. Đó, mã 28. Cặp này thì 250 ngàn. Rồi cặp này cái hoành nó khoảng 15 ha. Chiều bay nó ra là khoảng 30 nữa không có gì. Hai cây đều ra. Rồi 250 ngàn. Xuống cây. Rồi mã 29. Đây. Đó, cặp này cũng 250 ngàn luôn nè. Bộ đế. Sổ cao nôm ha. Cái này nó gói từ nhỏ tới nhau không có gì. Rồi chiều cao nó là khoảng 25. Hoành chỗ này em đo được là 17. Đó. Cây bên đây thì cũng 16. Cái này thì cái rễ nó hồi lúc nhỏ nó bị chày xước, nó cũng có lỗ một chút ha, không sao, rễ mau kéo rồi xuống cây luôn. 250 ngàn. Ngoài ra em cũng có mấy hai cái combo giá cực rẻ ha, cho các anh chị về mình sưu tầm chơi ha. Đó. Rồi chiều bay ra cái này 18 ha. Rồi quanh em ra chỗ này 19. Cây này hoành ra chỗ này 20. Đó. Cặp này thì cũng 250 ngàn luôn. Bao ship toàn bớt cũng có vậy luôn. Rồi tiếp tục. Mã 31. Đây. Mã 31. Cây có dáng trực ha. Các bác chị về mình chơi có thể mình chỉnh dáng lại nha. Chỉnh thêm nha. Rồi chiều cao nó 33. Hoành chỗ này là 16. Cây bên đây thì lớn hơn chút. Đó thì cũng 250 ngàn luôn. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi. Cái này form hơi cao một tí. Cũng 250 ngàn luôn nha các anh chị. Hai cây Sam. Cây Sam Yame. Mã 32. Thôi rồi gì đi. Thôi rồi gì đi. Rồi chiều 36. Rồi hoành cũng 16 ha. Cái này thì cũng vậy luôn. 250 ngàn. Xuống cây. Cái lô này thì có số lượng nhiều nha, có anh chị nào mà muốn mua số lượng nhiều về để mà mình sưu tầm, mình nuôi, mình làm phơm bán lại thì alo em ha, giá cũng tương đối mềm nha, mua nhiều số lượng thì giá mềm hơn nha. Rồi cây này là một cây cây bay, một cây đứng ha. Đó, thôi đo cây này đi. Rồi 32 chiều bay xuống. Hoành đo chỗ này là 17. Cây này cũng là vậy luôn. 250 ngàn. Xuống cây. Rồi tiếp. Mã 34. Này. Cặp này thì to ha. Cặp này thì 300 ngàn ha. Đó. Chiều cao cây này thì 50. Cây bên đây thì khoảng 45. Hoành 19. Cây bên đây hoành 17. Đó. 300 ngàn. Bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Rồi. Tiếp tục. Mã 35. 35 thì ra em có hai cái combo muốn giới thiệu cho các chị xem ha. Thì. Đó. Combo này gồm 10 cây. 10 cây. Thì cái hoành của nó thì khoảng trên dưới 10 nha các anh chị. Đó. Có những cây hoành 98. Bộ đế rễ thì gì đó. Lô gồm 10 cây. 10 cây này giao lưu với cô anh chị 600 ngàn ha, bao gồm phí vận chuyển. Cái này thì em đã vũ hầu hết trơn ha, em cũng bao sang sống luôn ha. Đó, đế rã thì rất ok nha, mình chỉ là cái 10 cây này 600 ngàn. Đó, là mã 35. Rồi mã 36 á, là 10 cây này nó to hơn ha, lớn hơn, hoành từ 10 trở lên ha. Đó, có cây này thì chắc cũng cả 10, cây này nhỏ nhất thì nó khoảng 10. Còn mấy cây này 13, 14, 15 có nghe cô bác chị. Đó, hoành 13, 14, 15 có. Đó. Thì cái mã 36 này á, thì giao lưu của bác chị là
giá là 850.000, bao ship toàn quốc của bác chị luôn, 10 cây nha, gồm có 10 cây đó. Ngoài ra thì em có những cái combo mà 80-90.000 cũng có ha, tùy theo cái kích cỡ của hoành đó nha các anh chị. Đó. Quay vô các anh chị xem ha, mã 36, 35 với 36 gồm hai cái combo. Đây thì bộ đế thì rất ok nha. Cái này em mới vô em chưa có xịt nước gì hết, các anh chị mình xem mình ấy ha. Đó. Hai combo gồm 10 cây. Rồi. Rồi tiếp tục. Em lên mã 37 như thường lệ là Linh Sam da me hàng sắp đế nha các anh chị. Đó. 850. Mã 36, cái kia thì 600 phải không? Đó. Rồi em lên cái hàng da me Linh Sam da me ha, xong hình da me sắp đế. Đó, mã 37. Đó. Rồi mã 37 cây này có chiều cao là 34. Cái tán ngang đo được là 40 ha. Đế thì đều bốn mặt trên nha các anh chị. Hoành vị trí này em đo 23 đó. Cây này thì 350.000, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Không có thiếu chỗ nào hết trơn nha. Rồi tiếp tục mã 38. Đây. Cây tàn thiên nhiên ha, đằng ra. Mã 38. Rồi cây này có chiều cao là 30. Hoành vị trí này em đo 20 đó. Cũng 350.000 luôn, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Tiếp tục em lên mã 39. Đây, mã 39. Đấy thì tương đối ha. Rồi chiều cao cây này là 30. Hoành vị trí này là 21 đó. Cái này thì 300, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Đúng đây luôn. Đấy đều ở trên nha anh chị. Mã 40. Đây. Mã 40, cái này đế đều. Đấy, cộng nào như cộng đó. Rồi chiều cao nó 35. Rồi quan em đo được chỗ này là 22 ha. Đó, cũng 350.000 luôn, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Tiếp tục. Mã 41. Cây thì đế thì em 32, cái hàng này thì sắp đế thì nó tương đối nó đều hết nha các anh chị. Rồi chiều cao nó 25. Hoành vị trí này em đo được là 19. Đó, 300.000. Rồi hôm nay em có còn mấy cây lên sao. Rồi em lên mai chứng thủy ha. Mai chứng thủy cũng đế thì cũng sắp xương ha. Đó, đế cũng tương đối đều nha các anh chị. Đó, dài dế rồi có đầy đủ hết ha. Rồi tiếp tục mã 42. Rồi chiều cao nó là 15 ha. Rồi em đo vị trí này là 24 ha. Đó. Cái này thì 400.000, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Tiếp tục mã 43. Đây 43. Cây thì bộ đế đều ở trên nha. Cây thì đang lên mầm sống khỏe ha. Mã 43. Rồi cây này chiều cao là 17. Hoành em đo chỗ này là 28. Đó. Cũng 400.000 luôn, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp tục. Mã 44. Này mai chứng thủy nu da đen lá lớn nha các anh chị. Dòng này dòng nu da đen lá lớn. Các anh chị về mình cắt ha. Cái này em chưa có cắt nha. Rồi chiều cao nó 21. Rồi hoành vị trí này là 25. Đó. Cái này 350.000. Dòng nu da đen nó lớn, mã 45. Đây. Bộ rễ thì tương đối đều hết nha. Đó. Rồi chiều cao cây này là 16. Hoành em đưa được chỗ này là 28 ha. Đó, cây này thì 350.000 luôn. Rồi tiếp tục mã 46. Cái này nó tương tự như cái cụm rừng nha các anh chị. Nha. Thân nó mọc lên thì cũng khá là đều ha. Nó có thân chính chính giữa ha. Này gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thân ha. Rồi chiều cao nó là 25. Hoành em đo được chỗ này là 30. Đó, cái này thì 400.000. Rồi em có mấy cái mai chứng thủy.
Tiếp tục mã 47 là sam trái nha không anh chị. Sam trái. Cây thì đã sống khỏe ha. Lùng lực ha. Rồi chiều cao em ra được cái cổ rễ là mà là 9 sen nha không anh chị. Còn tới cái mặt chậu là 17 sen ha. Hoành em đo chỗ này là 18 ha. Đó. Cái này thì 350.000, bao ship toàn quốc của anh chị luôn, mã 47. Tiếp tục mã 48. Cái này tàn thiên nhiên ha. Rồi chiều cao cây này là 48. Rồi hoành cũ nó là 37 ha. Hoành thân chỗ này em đo được là 19 nha. Đó, 19. Đó, cây này thì cũng 350.000 luôn, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp tục. Mã 49. Đây, mã 49. Đế cũng tương đối ha. Rồi chiều cao cây này là 27. Hoành cổ đế nó là 39. Rồi hoành thân đo được chỗ này là 19 nha các anh chị. Nhưng trừ 2 18 đi. Tại nó cấn mấy cái nhánh này nè. Rồi cũng 350.000 luôn. Rồi tiếp tục mã 50. Đây, mã 50 bộ đế thì tương đối ha. Điều hết trơn nha. Mình gỡ mấy con rễ con này ra là nó điều hết trơn nha, nó nôm ha. Đó. Mã 50. Rồi chiều cao cây này là 43. Hoành em đo được chỗ này là 17 ha. Đó. Cũng 350.000 luôn, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Cây này đã lên. Rồi mã 51 là cây sam hương cẩm thạch nha các anh chị. Này zin nha. Zin, màu lá nó thì 1-2 phần xanh, 1 phần trắng ha. Phần trắng viền ở ngoài nha. Đó. Phần xanh ở trong, 2 phần xanh, 1 phần trắng. Loại này là loại zin là F1 nha các anh chị. Rồi chiều cao của cây này là 20, linh sam hương cẩm thạch. Hoành vị trí này là 30. Còn em đo chỗ này là 16. Đó. Cây này thì 350.000, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Khôi sam hương cẩm thạch. Mã 52. Đây. Vẫn là phôi sam hương cẩm thạch zin nha. Rồi cây này có chiều cao là 25. Thôi đó hoành đi cái cũ nó cũng không ba mấy. Hoành là 15 nha. Đó, cây này thì giao lưu của anh chị 300.000, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp tục mã 53. Vẫn là sam hương cẩm thạch nha các anh chị. Rồi chiều cao nó là 15. Hoành đo chỗ này là 17. Đó. 350.000 luôn. Rồi, mã 54. Sam hương bình thường mình nghe các anh chị, sam hương Đài Loan ha. Rồi chiều cao nó là 24. Hoành vị trí này là 14. 250.000 luôn. Rồi tiếp tục mã 55. Mã 55 mã cuối cùng của clip hôm nay nghe các anh chị. Vẫn là một phôi sam hương ha. Đó, phôi sam hương. Rồi phôi này có chiều cao là 14 ha. Hoành chỗ này em đo được là 14 ha. Đó, cũng 250.000 luôn, bao ship toàn quốc của anh chị luôn. Rồi cuối clip em cũng xin chúc cho cô bác anh chị có buổi xem kênh vui vẻ và chọn cho mình những cây ưng ý về chơi ạ. Xin cảm ơn và chào tạm biệt cô bác anh chị.